Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 3, quý vị đang đến với phần tin buổi tối. Và sau đây là một số bản tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Hai người bị xử tử vì hành vi cưỡng hiếp ở Pakistan. Biểu tình bạo động tiếp diễn tại Thái Lan. Miami công bố tình trạng khẩn cấp giới nghiêm. Hàng trăm người biểu tình ở Atlanta để phản đối vụ giết người gốc Á. Bắt giữ tướng cướp khét tiếng miền Tây Việt Nam sau 32 năm lẩn trốn. Và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan đến thế giới cho biết hai người bị xử tử vì hành vi cưỡng hiếp ở Pakistan. Một tòa án tại Pakistan vào thứ Bảy 20 tháng 3 đã tuyên bản án tử hình đối với hai người đàn ông bản xứ, vốn bị cáo buộc tội danh cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ trên đường. Vụ việc đã xảy ra vào hồi năm ngoái và đồng thời khơi mào lên làn sóng biểu tình giận dữ ở khắp nơi. Hai nghi phạm Abis Mahi và Shakwat Hassan ngoài ra còn phải đối mặt với tội danh bắt cóc, trộm cướp và tấn công khủng bố. Thế theo phán quyết do thẩm phán đưa ra tại thành phố Lahore. Phía bị đơn hiện có đúng 7 ngày để nộp đơn kháng cáo. Nạn nhân đã bị cưỡng bức bên lề xa lộ ở tỉnh Punjab. Vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên những kẻ tấn công phụ nữ thường không bị truy tố tại Pakistan. Một ký giả người Cuba không được phép trở về nhà. Một nữ ký giả người Cuba hiện đang phải tá túc tại Costa Rica sau khi bị chính quyền cấm đặt chân về thủ đô Havana vì tội danh phản quốc. Trước khi sang Costa Rica học tập vào năm 2017, nhà báo Calapires từng bị đuổi khỏi trường đại học Cuban University vì lý do chính trị. Giới lãnh đạo Cuba nói rằng bà Pires đã hợp tác với các nhóm chống Cuba ở Hoa Kỳ để tìm cách lật đổ quốc gia. Kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017, ông đã giảm đi lại với Cuba, khác với đường lối của người tiền nhiệm Barack Obama. Chính quyền của ông Donald Trump cũng cấm người dân sang Cuba mua rượu rum lẫn xì gà, cũng như không được ở trong các khách sạn điều hợp bởi chính phủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hồi đầu năm cũng đã đưa ngân hàng BFI của Cuba vào danh sách cấm nhằm để ngăn chặn quân đội Cuba hưởng lợi từ các đợt chuyển tiền. Đã có một nửa người trưởng thành tại Anh Quốc được tiêm vaccine COVID-19. Báo cáo phát hành vào ngày thứ Bảy 20 tháng 3 cho thấy đã có một nửa những người trưởng thành tại Anh Quốc được tiêm vaccine coronavirus. Phần lớn đều nhận ít nhất là mũi đầu tiên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bộ trưởng Y tế của Anh Quốc là Mark Hancock cho biết đã có 660.276 người được tiêm vaccine trong ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, vẫn chậm hơn so với một số quốc gia khác trên toàn cầu, như là Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Chile. Do tiến trình vận chuyển vaccine từ Viện Nghiên cứu Serum của Ấn Độ bị trì hoãn, nên việc chủng ngừa có thể diễn ra chậm chạp vào tháng 4. Ngoài vaccine của Pfizer và BioNTech, Anh Quốc còn dựa dẫm vào sản phẩm của AstraZeneca. Nga đã cho tổ chức tập trận trên bán đảo Crimea. Giới lãnh đạo Nga vào ngày thứ Bảy 20 tháng 3 đã tổ chức một cuộc tập trận trên bán đảo Crimea với sự tham dự của các binh sĩ đến từ 4 sư đoàn cũng như hạm đội ở phương Bắc. Màn diễn tập quân sự đã diễn ra ngay vào dịp cộng đồng quốc tế đánh dấu 8 năm ngày Nga chính thức sáp nhập bán đảo Crimea khỏi Ukraine. Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO, trong suốt thời gian qua luôn theo dõi các cuộc tập trận do Nga tổ chức. Bộ Quốc phòng Nga đã ngay lập tức đáp trả rằng cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích rèn luyện khả năng phòng thủ, chứ không đe dọa tới bất kỳ một ai. Kể từ khi sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, Nga đã bị Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu áp đặt lệnh chế tài, khiến cho mối quan hệ giữa các bên trở nên căng thẳng hơn. Biểu tình bạo động tiếp diễn tại Thái Lan. Lực lượng cảnh sát địa phương vào ngày thứ Bảy 20 tháng 3 đã được nhìn thấy sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình giận dữ sau khi có nhiều cư dân cùng nhau xuống đường biểu tình về phía cung điện của nhà vua ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Mục đích của cuộc tuần hành là để kêu gọi chính phủ trả tự do cho giới lãnh đạo biểu tình trong khu vực, cũng như nhanh chóng cải tổ hoàng tộc,
vì hiện tại quốc vương đang quá thiên vị cho thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Hơn 1.000 người đã quy tụ về dinh thự, trên tay cầm theo biểu ngữ. Một số người còn ném pháo về phía các cảnh sát viên. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương hay bị bắt giam. Thưa quý vị, du khách ngoại quốc sẽ không được tới xem Thế vận hội Olympics ở Tokyo. Chủ tịch Ủy ban Olympics quốc tế cho biết, ông tin tưởng Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra một cách suôn sẻ vào tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ khán giả ngoại quốc nào được phép tới theo dõi các cuộc tranh tài trong bối cảnh cộng đồng thế giới đang phải đối mặt với sự lây lan của đại dịch. Tất cả những người từng mua vé tham dự Thế vận hội năm 2020 đều sẽ được hoàn tiền đầy đủ. Sự kiện vào năm ngoái đã buộc phải dời sang năm 2021 vì lệnh đóng cửa và lệnh cấm đi lại ở khắp nơi. Khoảng 11.000 lực sĩ thể thao được ước tính sẽ tới tranh tài tại Olympic. Gần 60% người Nhật nói rằng họ đồng tình với việc hủy bỏ Olympics ở Tokyo. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.